Vâng, một cuộc thi khởi nghiệp mang đến rất nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Còn với các cuộc thi khởi nghiệp thì cũng là cơ hội để các bạn trẻ có thể khẳng định khả năng sáng tạo của mình, cũng như là tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. Chất lượng của các cuộc thi này cũng đang được nâng cao với sự đầu tư về chuyên môn. Các thí sinh cũng đã chuẩn bị kỹ hơn cho dự án của mình và sẵn sàng bước ra thị trường. Vào tối ngày hôm qua, thì chung kết cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp năm 2018 đã được tổ chức tại Trường Đại học Đại Nam. Túi bọc trái cây, nuôi dê sữa hữu cơ, kinh doanh lợn đen thảo dược hay nấm linh chi, đó là những dự án khởi nghiệp đã vượt qua hơn 120 dự án khác để lọt vào chung kết cuộc thi thanh niên khởi nghiệp sáng tạo Đại học Đại Nam 2018. Chúng tôi nhận được hơn 100 ý tưởng từ 21 các cái đơn vị khác nhau. Thì nét mới năm nay thì ngoài những cái dự án mà tham gia từ các trường đại học và cao đẳng thì còn có sự tham gia của các cái đơn vị của các tỉnh đoàn phía Bắc cùng với lại các thí sinh tự do. Bên cạnh việc tạo ra sân chơi khởi nghiệp kinh doanh cho giới trẻ, cuộc thi năm nay cũng đẩy mạnh về hỗ trợ công nghệ và kiến tạo thị trường cho các dự án có tính ứng dụng cao. Chúng em đã lấy mẫu của chúng em để đi đến Viện Dược liệu để phân tích các chỉ số. Và em nghĩ rằng việc làm này hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người tiêu dùng và dự án của chúng em có thể phát triển các sản phẩm để đưa ra thị trường. Chúng em mong muốn là thông qua cuộc thi này thì chúng em có thể đưa cái dự án của mình đến với thông tin đến các nhà đầu tư để các nhà đầu tư có thể biết đến dự án và đầu tư cho cái dự án của chúng em. Và như thế là chúng em sẽ kêu gọi nguồn vốn để có thể biến cái dự án của chúng em trở thành hiện thực. Chung cuộc, nhóm Hắc Mộc Heo với dự án chăn nuôi lợn thảo dược đã thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và giành giải nhất của cuộc thi trị giá 30 triệu đồng cùng gói hỗ trợ khởi nghiệp trong vòng 1 năm.